Nguyễn Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV. Chương trình của chúng tôi đang được phát hành live trên hệ thống của đài băng tầng 56.10 miền Nam Cali, 16.11 miền Bắc Cali và 27 ở Houston, Texas. Chúng tôi cũng đang live stream trên Lido Sài Gòn TV.com. Quý vị có thể ấn like và subscribe kênh YouTube và Facebook của đài để theo dõi những chương trình nào mà chúng ta bỏ lỡ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày cuối tuần ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2024, những ngày đầu tháng 10 một lần nữa thì cho Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị khán giả thân yêu đang theo dõi chương trình và em xin gửi lời chào đến chị Huyền Nhi. Cảm ơn Lê Thái, Như Huyền chào Lê Thái thân yêu và các khán giả thân yêu đang xem chương trình Cà phê Thảo sáng của Nhi Huyền và Lê Thái. Và cũng như thường lệ, Như Huyền và Lê Thái sẽ đem đến cho quý vị những cái bản tin mà đó đây ở trên khắp thế giới và mang kiến thức và nụ cười đến cho các quý vị dạ vâng buổi, buổi sáng ngày hôm nay thì lại thái đổi cái tên chị như huyền lại thành tên huyền nhi tại vì em thấy huyền nhi nghe giống như cái chữ huyền nhi vậy đó nghe nó nghe nó dễ thương mà nghe nó, nó mang âm hưởng của bên ở đâu mà cái cõi ta bà kiểu mà những người mà theo theo cõi kiểu ta mà... bà em chỉ thích cái chữ <laughs> giống, như mà, mà là giống như là phật giáo chẳng hạn có nghĩa là rất là nhẹ nhàng rất là êm ái huyền nhi này nọ à, hồi đó đầu tiên khi mà làm việc với chị tại vì cái tên tiếng việt của mình là mình đổi cái ngữ yeah. thành ra là ngữ âm thành ra là nghe mới đầu Lê Thái cứ tưởng chị là chị tên là Huyền không, rồi là chị Huyền không mà rốt cuộc là chị như chị nói, oh, không phải chị, không phải tên Huyền, chị là Tinh Nhi, Nhi là Nhí đó, còn Huyền là là màu đen. Em <laughs> cũng ráng vào cái dấu sắc lên. <laughs> à, thì để cho khán giả người ta không có bị lộn, tại vì thường khán giả hay bị lộn, nói chị là chị là, là Huyền Như, chị nhớ không? Dạ yeah, Huyền Nhiều Như. Nhiều người cũng lộn, yeah. chị là Huyền Như nhưng mà thôi ngày hôm nay thì Nhi, quý Nhi, Nhi, Nhi. Yeah. Yeah. vâng. À, tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay thì Lê Thái vẫn gửi đến quý vị những thông tin vô cùng bổ ích, quý giá, vui vẻ trong những ngày cuối tuần xả stress là chủ yếu trong cái chương trình ngày hôm nay. À, cái thú vị phở là một trong những cái món ăn gọi là nó là đặc sệt của Việt Nam, đặc sản mà đặc sệt luôn của Việt Nam. Có nghĩa là khi mà nhắc đến phở thì hầu hết tất cả mọi chủng tộc sắc dân trên toàn thế giới đều biết à phở là món ăn rất là ngon signature của người Việt Nam. Chúng ta rất là tự hào về điều đó. À, ngày hôm nay thì chị có là chị chị hay là quý vị đã từng ăn phở bò chưa? Ăn rồi. Yeah. Phở gà gà cũng ăn rồi, ờ... nói chung phở Việt Nam mình, phở người Việt à? Nam mình phở là phải ăn thôi phải Ăn hết đúng không? Ăn dạ. hết tất cả là phở ừ. Quý vị hay chị Như Huyền có bây giờ ăn phở ngô chưa? Chưa đó. Thấy chưa ai mà giống tự hào vỗ vỗ ngực xưng tên nó à tôi đây tôi ăn hết tất cả các loại phở Phở nạm, phở gầu, phở tái, phở bò viên, phở gà, phở vịt phở, vị, phở heo gì chẳng hạn Nhưng thật sự thưa quý vị phở ngô này không có dễ có mà ăn đâu Bởi vì nó là cái món đặc sản ở tỉnh Hà Giang thuộc miền Bắc của Việt Nam À, nơi quê hương Việt Nam của chúng ta. kính à, thưa quý vị, cái sự kết hợp giữa các loại nước dùng hàm từ xương bò và rau củ quả cùng với những cái nguyên liệu đặc trưng của Hà Giang đã giúp cho cái tô phở ngô lọt vào danh sách là 121 món ăn ẩm thực Việt Nam tiêu biểu. Phở là cái tên gọi phở đó là một cái trong những cái sợi phở nó rất là thân thuộc nhưng cái sợi bánh này nó không phải làm từ cái gạo giống như chúng ta đang ăn ở tất cả các nhà hàng nhưng đây là mà nó làm từ ngô hay chúng ta gọi chung nó là làm từ bắp với thưa quý vị nghe có vẻ lạ tai nhưng mà à, đây chính là một cái trải nghiệm ẩm thực độc đáo khi mà chúng ta đến Hà Giang thì quý vị hay là Lê Thái hay chị Nhân Huyền bắt buộc phải thử và phải ăn thử một lần bởi vì nó rất là ngon cái hương vị của nó thanh mát cái sợi bánh thì vàng ươm cái phở ngô chinh phục trái tim của rất là nhiều thực khách và phở ngô được người dân vùng cao lấy nguồn cảm hứng từ những cái món như là cái món mèn mén truyền thống với nguyên liệu chính là từ bột ngô bột bắp thưa quý vị thành phần đặc biệt để tạo nên sợi phở vàng ươm đẹp mắt và có độ dai vừa phải à, cái phần nước dùng của loại phở này thì người ta dùng tương tự cái cách nấu nước phở bò truyền thống được ninh từ xương bò và kết hợp với các loại củ quả đặc trưng của địa phương và cho ra đời cái hương vị thanh ngọt thơm ngon À, cũng đóng một cái vai trò quan trọng cho cái món ăn hấp dẫn này thì à, các công đoạn làm bánh phở của nó rất đặc biệt và tỉ mỉ kỳ công lắm thưa quý vị phở ngô được chọn phải là loại ngô đồng văn bắp nhỏ ngắn và chứa nhiều tinh bột và để làm ra những cái sợi phở ngô này có màu vàng ống thì ngô phải được tách hạt và mang đi phơi khô nghiền sơ đãi sạch rồi ngâm ít nhất là 8 tiếng đồng hồ cho cái hộp ngô này nó nở ra sau đó thì người ta trộn thêm với nước thành hỗn hợp bột bánh tráng, sau đó bột được tráng đều lên trên mặt nồi hấp được căng một cái lớp vải giống như bánh cuốn như vậy rồi người ta đậy nắp trong khoảng là 2 đến 3 phút để mà bột chín đều. Dù được tráng hay là làm tay thủ công như là bánh phở truyền thống, song ngô nó có tính cách dính kém hơn gạo nên cái bánh phở ngô đòi hỏi là kỹ thuật nó khó hơn, nó tỉ mỉ hơn. Người ta tráng bột phải thật là nhanh tay, cái dàn một lớp đều và mỏng vừa phải mà khi đã chín thì làm dùng que gỗ nhấc lên để nguội và cuối cùng thì gấp bánh phở thành miếng hình chữ nhật và thái sợi vừa ăn. Cái bát phở ngô nóng hổi ra đời với sợi bánh da giòn thịt nó có vị ngọt rất là tự nhiên thưa quý vị. Được được làm từ ngô mà thật ra nó ngọt lắm. Cái nước dùng của nó hấp dẫn và nó hòa quyện với lại cái hương quế, cái hương đinh hương và những cái loại mà gọi là cái dược liệu, cái nguyên liệu để mà nấu phở. Rồi cùng với lại hồi rồi thịt bò béo ngậy. Đây là một cái món ăn mà đặc biệt rất là đẹp mắt, đậm đà lại vô cùng tốt cho sức khỏe bởi mà ngô bắp á, có hàm lượng tinh bột thấp dầu chất xơ và các vitamin khoáng chất rất là cao. Vì vậy thành ra là phở ngô cũng rất là phù hợp cho những người đang ăn kiêng hoặc là chúng ta đang ở trong cái lịch trình ăn uống là mạnh. À trên khi mà quý vị đến Hà Giang, trên những cái nẻo núi cao, đường cao, núi đá, núi núi nguyên đá đó thưa quý vị Thì chúng ta thấy một cái nhà nào đó người ta nấu phở đó thì cái mùi thở, phở thơm nó bát ngát ở cái vùng Hà Giang Với cái không khí lành lạnh thì nó sẽ khiến cho cái thực khách, những cái người du lịch ở đây Người ta sẽ phải dừng chân lại để mà các ăn cái món ăn đơn giản mà chứa đựng cái nghĩa tình, ý nghĩa văn hóa sâu sắc này Và một lần nào đó quý vị nên đến Hà Giang và trải nghiệm ăn thử cái món phở ngô này Bảo đảm là chỉ ăn thôi không muốn về Chị muốn ở đây ăn phở ngô phở ngô phở ngô ngày nào cũng phở ngô ngon cực kỳ <laughs> Ăn tươi ớn cái sợi phở rất là dai mà, mà còn với lại quý vị biết không, cái nước nó ngọt lắm tại vì cái bắp mà bắp nó rất là ngọt Ồ, vậy thành vậy. ra làm là cái tô phở ăn nó ngon lắm mà chỉ có hà giang thôi lê thái chưa thấy ở thành phố ở sài gòn á người à. ta có những cái món này thành ra quý vị có đi ra Bắc ghé hà giang nhớ ăn phở ngô. Vậy khi nào về Việt Nam đi ra Bắc ghé Hà Giang để mà thử nghe Nhi cũng chưa thử luôn nghe thấy rất là ngon. Rủ em nha, yeah. như rủ đi rủ okay, em nha. Yeah, để tới Đừng đó ăn một mình rồi. Không, không chị đang chị bới về cho em. Gì? Phở mà bới? bỏ một bịch rồi bỏ vô cái hũ à, như à, đem to go, to go, go đây Chứ đừng nó bới. Yeah. Phở mà bới như bới cơm mà sao ăn? Chẹn ơi. À, thưa quý vị, À, bản tin ngày hôm nay muốn đưa cho quý vị đến một trong những cái bản tin đó là mát mà khi ở trong những cái núi lửa mà đã bị tắt rồi thì nó có chứa những cái nguyên liệu rất là tốt cho những cho trái đất của chúng ta thì đó là những cái chất gì thì hôm nay như sẽ đưa cho quý vị ha thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các loại mát mà dầu sắc bí ẩn trong các núi lửa đã tắt để có thể chứa nhiều nguyên tố thì trong đó các nguyên tố này như là uh, lanthanum neodymium octavium rất quan trọng trong cái việc sản xuất công nghệ như là xe điện và những cái tua pin gió. Và những đá magma này có tên gọi là đá hỏa sinh và loại đá được hình thành từ sự đông nguội để dùng magma nóng chảy phun trào ở từ núi lửa rất là nhiều. Thì những nhà nghiên cứu gần đây họ đã khám phá ra những cái điều này. Và trong thực tế, đất hiếm không quá hiếm nhưng khó khai thác vì chúng ta thường được tìm thấy ở cái mật độ thấp trong hầu hết cái khối đá lớn và dưới đáy biển. Khi nhu cầu về vật liệu tăng cao thì quốc gia đang vật lộn để tìm kiếm những cái nguồn ở uh, cung cấp mà đất hiếm. Và nghiên cứu gần đây có khả năng mở ra một cơ hội lớn cho khai thác đất hiếm. Và nghiên cứu này đã được thực hiện một mỏ đất hiếm khổng lồ được phát hiện ở thành phố Kiruna thuộc ở uh, phía bắc của Thụy Điển. Đây là một trong những cái thành phố có khối quảng sắt khổng lồ được hình thành cách đây khoảng 1.600 triệu năm sau thời gian xảy ra của hoạt động núi lửa. Và trước thực tế, các nhà khoa học đã thực hiện mô phỏng một cái khoang magma trong phòng thí nghiệm bằng sử dụng một loại đá tổng hợp có thành phần tương tự như là ngọn núi lửa tắt này và đưa loại đá này vào lò nung áp suất và nung ở nhiệt độ cực cao. Thì đó là trong một trong những nhà khoa học ở trên màn hình tên là Michael Annenberg, nghiên cứu của Trường Đại học Quốc gia Australia và tác giả của nghiên cứu này và nhu cầu về đất hiếm tăng vọt khi thế giới cần nguyên liệu này để giải quyết về vấn đề biến đổi khí hậu. Và đất hiếm có vai trò rất quan trọng trong sản xuất ô tô điện, turbine gió và cũng như nam châm, màn hình, loa và nhiều thiết bị điện tử khác. Thì hiện nay Trung Quốc là quốc gia có vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp của đất hiếm toàn cầu. Trong khi đó Nga cũng là nước đi đầu trong việc khai thác đất hiếm gần đây và các nghiên cứu nhận định có thể có nhiều mỏ đất hiếm chưa được khám phá trên các núi lửa và tắt trên khắp thế giới, bao gồm Mỹ, Chile và Australia. Và phát hiện này có thể mở ra một cơ hội mới cho việc khai thác đất hiếm và giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các vật liệu ở trên toàn cầu. Và nghiên cứu gần đây theo Michael Annenberg của Trường Đại học Quốc gia, ông ta đã nói rằng nghiên cứu gần đây có khả năng mở ra một cơ hội mới cho việc khai thác khai thác đất hiếm và các nguyên tố như lanthanium, uh, neodymium và terbium nó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng ở trong đất hiếm của chúng ta. Ờ, uh, càng ngày thì chúng ta tìm được rất là nhiều các khoáng chất ở trong đất thì hy vọng rằng là trong những cái thời gian sau những nhà khoa học những những người nghiên cứu người ta sẽ tìm ra nhiều cái khoáng chất hơn nữa uh, quý vị ơi quý vị giữ quan hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài <laughs> quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Như Huyền và Lê Thái. Lê Thái có thích kim cương không? Hồi, hỏi một câu rất là rất là rất là dư thừa. Hỏi một câu rất là. Vậy là mê kim ngẩn. cương luôn phải không? Em, em chị nghĩ sao mà chị nói nhiều em mê lắm, kim như, cương? Tại nhiều người thích vàng hơn là kim cương. Đồ, có chị, lúc chị, có chị rất là sai lầm mà chị Huyền. Thật sự là <laughs> em không có thích kim cương mà em cực kỳ thích kim cương. Yeah. Cực à, đó, không, không cách... phải là em thích không mà là em cực kỳ thích mê luôn đúng em không? mê kim cương chị thích không? câu hỏi đấy dư thừa dư thừa ừ, quá giá, có nhưng mà từ việc thích quá thì nhỡ mua được thôi cũng à, không, phải. Thích, à, không thôi, thích không gì thích gì quá thích luôn, thích, luôn. <laughs> thích vừa vừa thôi không thích gì quá thích thưa quý vị mà thích quá không có tiền mua thành ra khỏi thích luôn phải đáng vậy cho nó khỏe đi yeah. à, thưa quý vị trên màn hình ngày hôm nay nhi sẽ đưa cho quý vị cái vòng cổ mà đầy kim cương oh. Trời ơi cái vòng cổ nó đeo chắc nặng luôn thưa quý vị mà đi ra cái kiểu này mà đi ra ngoài đường là chắc bị cướp chết luôn. Em thích nặng vậy đó. <laughs> Lê Thái hy vọng một trong một tương lai nào đó sẽ thấy Lê Thái đeo cái vòng cổ kim cương như vậy. <cười> 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 chúc mừng mà, mà chúc em mà hy vọng thôi mà. Không có không có thằng trai nào mà đeo cái vòng cái cổ đó Thì như coi. Thì đó thì đó không có để mà đeo bây giờ có muốn đeo cũng không có rồi thưa yeah. quý vị. Thưa quý vị chiếc vòng cổ ở trên màn hình đó là 300 carat từ thế kỷ mười và thực sự là do một tác phẩm nghệ thuật và rất là đáng kinh ngạc và nó được làm từ 500 viên kim cương các kiểu cổ điển tạo hình tu rua và những kim cương này có thể nguồn gốc từ ở viên mỏ Gakonda ở Ấn Độ và nổi tiếng với kim cương có độ tinh khiếp vô song mỗi kim cương nặng từ một carat rưỡi như quý vị thấy trên màn hình và món đồ đặc biệt này có thể đeo quanh cổ tua rũ xuống hoặc là cái mảnh được mà thắt nút đơn giản Chiếc vòng cổ này được thuộc sở hữu của tầng lớp quý tộc cao cấp ở châu Âu, đã được đeo trong lễ đăng cơ quan của vua George thứ sáu năm 1937 và nữ hoàng Elizabeth II năm 1953 và nó sẽ được trưng bày tại nhiều thành phố trên thế giới để tham gia cái cuộc đấu giá hoàng gia và quý tộc. Cái đấu giá này tại Thụy Sĩ vào tháng 11 tới đây. Chiếc vòng cổ kim cương 300 carat này không chỉ là một cái món trang sức quý giá mà còn mang một câu chuyện lịch sử đầy hấp dẫn được làm từ ba hàng kim cương các kiểu cổ điển và kết thúc bằng cách tua rua kim cương chiếc vòng cổ này có thể liên quan đến vụ bê bối affair of necklaces nổi tiếng một sự kiện đã góp phần dẫn đến cách mạng pháp và sự sụp đổ của Mary Antoinette và chiếc vòng cổ này từng thuộc về gia đình quý tộc Anglo Welsh và Marquess of Anglesey và xuất hiện tại lễ đăng quang hoàng gia sau khi được bán vào năm 1960 và nó đã được xuất hiện trong công chúng gần 50 năm và lần cuối được trưng bày tại triển lãm à, bài Centennial tại bảo tàng lịch sử tự nhiên của Hoa Kỳ vào năm 1976. Và hiện tại, chiếc vòng cổ này đang được trưng bày tại nhiều thành phố trên thế giới như là London, Hồng Kông và New York, Dubai và trước khi được tham gia vào cuộc đấu giá tại uh, China VR vào tháng 11 tới và giá trị ước tính của nó dao động từ 1.8 triệu đến 2.8 triệu đô la. Wow. Uh, khi mà nhắc đến kim cương này nhớ đến cái cái gọi cái khay kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng. Uh, mấy ngày nay thì bà Nguyễn Phương Hằng bà bà, bà ra tù rồi thưa quý vị hôm bữa mà ở trên xem trên Facebook á thấy bà khoe <laughs> nguyên một cái khay kim cương mà cái chiếc nào chiếc nấy bông tai lắc rồi nhẫn rồi nó chiếc nào chiếc nấy cái viên của kim cương nó bự giống như là cái cục đá To thật là to vậy là chắc còn hơn cái này nữa em không biết là bao nhiêu mới biết là giá trị như thế nào nhưng mà nhìn thấy là thấy là hấp dẫn rồi kính à, thưa quý vị trước khi mà đưa đến bản tin này thì không biết là lê thái hỏi quý vị hỏi, hỏi chị như Huyền đi gần ừ. nhất hỏi Hel gần như hello vậy? Kitty là con gì <laughs> con mèo Thấy chưa? quý vị theo quý vị ai thì hello Kitty mèo. là con gì con, con mèo. mèo ai cũng nói con mèo không kính yeah. thưa quý vị ngày hôm nay lê thái sẽ vỡ ra cho tất cả mọi người ngay cả bản thân của mình luôn từ xưa giờ ai cũng tưởng hello Kitty là con mèo cả uh -huh. thưa kính thưa quý vị một giám đốc điều hành công ty mẹ của Hello Kitty, đã gây bão sau khi mà ông tuyên bố rằng cái nhân vật đáng yêu mà chúng ta tưởng là cái con mèo trong suốt thời gian vừa qua thực chất là một học sinh lớp 3 đến từ London, nước à. Anh chứ không phải là một con mèo. À, ông um, Jill Cox là phó chủ tịch cấp cao, phụ trách tiếp thị và quản lý thương hiệu tại San Rio đã nói với cái chương trình Today của Hoa Kỳ trước lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thương hiệu này nhân vật mà có đôi tai mèo có rimet và tên là Hello Kitty mà chúng ta thường gọi là con mèo Hello Kitty trong suốt thời gian qua rất là lâu đó là một trong những cái nhân vật biểu tượng thì lại tuyên bố rằng ông tuyên bố đó không phải là một con con mèo mà cô ấy thật sự là một cái cô bé sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô London của Đức Anh cô bé này có bố mẹ và một người chị em sinh đôi tên là Mimi cũng là bạn thân nhất của cô bé Cô còn có một người bạn trai và có một chú mẹ cưng tên là Charmy Kitty chứ không phải là cô là con mèo vậy là nhiều người người ta hỏi rằng là vậy là cô bé nó không phải là con mèo tại sao có cái đầu hình một cái con mèo và tất cả những cái biểu tượng từ xưa giờ thấy là có đeo cái hình con mèo như vậy thì nó là như thế nào và đó cũng là cái tâm lý chung của rất là nhiều người hâm mộ khác trên các nền tảng truyền thông xã hội trong suốt thời gian qua mặc dù người hâm mộ người ta rất là ngạc nhiên nhưng đây không phải là lần đầu tiên Hello Kitty được đứng chính rằng đó là một cô bé rất là lâu ông cũng đã từng đứng chính rất là nhiều lần Hello Kitty không phải là con mèo mà là một cô bé. Nhà nhân chủng học và chuyên gia về Hello Kitty là Christine Ayano đã nói với tạp chí LA Times vào năm 2014 là cô bé là một cái nhân vật hoạt hình và cô là một cô bé, cô ấy chưa bao giờ được miêu tả là ở tư thế bò bằng cả bốn chân như con mèo cả. Cô ấy đi và ngồi như một cái sinh vật hai chân thành ra cô bé không thể là con mèo. Và Hello Kitty là một cô bé người Anh bắt nguồn từ giữa những năm 1970 khi mà Sanrio là nhà sản xuất đồ chơi của Nhật Bản. Ông quảng bá hình tượng này đến với những cái người phụ nữ Nhật Bản hâm mộ nước Anh. Theo công ty thì tên thật của cô là Kitty White và cô sinh ngày 1 tháng 11 tại vùng ngoại ô London của nước Anh. Cô là học sinh lớp 3, thích kết bạn mới đi du lịch và ăn bánh quy, bánh cookie thưa quý vị. Và không giống như nhiều nhân vật nổi tiếng khác thì Hello Kitty không bắt nguồn từ các chương trình truyền hình, phim ảnh hay là truyện tranh. Hình ảnh của cô bắt đầu xuất hiện trên các sản phẩm vào năm 1974 và lượng người hâm mộ khổng lồ đã tăng lên kể từ đó và công ty này cho biết là nhân vật mà Hello Kitty xuất hiện trên khoảng là 50.000 sản phẩm được bán trên 130 quốc gia trong suốt thời gian qua. Và ca sĩ Katy Berry cũng có hình xăm Hello Kitty trên ngón tay, rồi nhiều cái xe diễu hành cũng có là hình ảnh Hello Kitty trong lễ diễu hành nhân ngày lễ tạ ơn của Macy trong rất là nhiều năm. Và người ta cũng có thể đến thăm công viên giải trí Hello Kitty Land ở Tokyo, Van Leeuwen Ice Cream cũng tung ra cái hương vị kem Hello Kitty và rất là nhiều những cái uh, sản phẩm đến từ Hello Kitty và Hello Kitty một lần nữa xin nhắc lại quý vị, đó không phải là một con mèo mà đó là một cô bé 3 tuổi người Anh, sinh năm 1970. Nhưng mà cái cái, cái hình độ của nó là một cái con mèo, cũng nhìn là một cái con mèo chứ chị không để có cãi cô bé. Thì bây giờ em nói không. là con người thì chỉ có nói con người đi mà không sao không chứ cả. con người với con mèo, người con mèo con hay con cái khác nha. Con mèo. Nhưng mà cái hình nó là con mèo, cái sự thật nó là con mèo. Không <laughs> cãi em. cãi <laughs> nhau, <laughs> nhau trên đây tự nhiên mất tình chị em trên show Đúng rồi, vì con mèo, Ừ, vì một con mèo <cười> <cười> đúng thì thấy người đấy thấy con mèo <laughs> cảm ơn Lê <là> thái <laughs> thưa quý vị thì có hôm nay cái bản tin nó rất là vui ngày hôm nay đó là một cặp vợ chồng họ đi vô trong một nhà hàng họ ăn thì khi ăn cái con ngao xào thì họ đã thấy được cái viên ngọc trai ở trong thì ngày hôm nay chi tiết thế nào như sẽ đưa đến cho quý vị đó là cái cặp vợ chồng ở Phoenixville Pennsylvania đã phát hiện là một viên ngọc trai màu tím như quý vị thấy ở trên màn hình rất là to ở trong cái món ngao xào tại nhà hàng ở South Air ở Rehoboth Beach, ở Delaware và đó là cặp vợ chồng Scott Overland và vợ của anh ta rất ngạc nhiên khi tìm thấy cái viên ngọc trai này trong cái món ăn của họ và viên ngọc trai này đã được xác định là một viên ngọc trai không có lớp xà cừ, có màu tím nhạt và hình dạng giống như một cái nút áo theo viện đá quốc tế thì ngọc trai tím từ ngoài ngao được gọi là quahawk và cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện trong một khoảng 1 trên 5 ngàn con vỏ ngao mà thôi và được tạo thành từ các tinh thể Kensis và Aragonic và chúng có cái màu trắng đục, hoa oải hương hoặc là tím nổi bật so với các loại ngọc trai khác nhờ cái vẻ đẹp kỳ lạ và không tuân theo các quy tắc thông thường của thị trường ngọc trai và ngọc trai ở Kohok này thường được tìm thấy trong một cái loại ngao Kohok và một ngộ đây là một cái loại ngao biển sống ở vùng biển phía đông của Hoa Kỳ và những viên ngọc trai này hình thành như một hạt cát hoặc một vật thể nhỏ xâm nhập vào bên trong của con vỏ ngao kích thích ngao tiết ra các lớp kensic và aragonic để mà bảo bọc vật thể đó và tạo thành cái viên ngọc màu tím như quý vị thấy ở trên màn hình và giá trị của viên ngọc trai này có thể dao động từ 600 cho tới 16.000 đô la tùy thuộc vào cái chất lượng và cái thiết của viên ngọc trai tại em em thích kim cương là dĩ nhiên nhiều lắm rồi còn ngọc trai thì sao Ngọc trai thì bây giờ chịu khó mình ra mình mua hầu mua con trai về mình ăn ờ, mà nếu cái mà, này nếu mà mình con trai mình ăn con trai thì cũng kỳ đúng không nếu mà con trai thì mình ăn con khác thì nó hay hơn là con gái thì ăn con trai được <laughs> just kidding thưa quý vị à, đây là một trong những thông tin mà cũng thú vị rất là nhiều người người ta đang trong cái tình trạng là khi người ta đến nhà hàng á, người ta mở con trai người ta ăn người ta lượm được cái viên ngọc trai người ta đem về người ta đeo nhưng mà may mắn là không có nuốt đút thì cũng phải đi vô bệnh viện còn 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 tệ hơn là mình có được cái gì ngọc trai đó nữa quý vị giữ hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương, thương mại bảo trợ cho đài cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng Như Hiền, Nhi Huyền và Lê Thái <laughs> lâu lâu bị lẹo lưỡi kính <laughs> à, thưa quý vị như quý vị cũng đã biết thì tình mẫu tử mẹ con thì luôn luôn nào nó cũng gọi là người ta nói là giống như là sống dạt vào giống như biển đông vậy đó ừ. có nghĩa là lòng mẹ bao la như biển thế bình hoặc là con cái mà đối đại với cha mẹ thì thật sự là mình cảm ơn không hết vì cái đấng sinh thành nuôi đấng sinh ra mình đúng không chị ừ. có những cái vụ kiện mà chúng ta thấy rằng à, mẹ con kiện lẫn nhau con kiện mẹ mẹ kiện con về vấn đề mà tranh chấp về tài sản cũng có về vấn đề mà rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta thấy có những chuyện nó không đáng xảy ra nhưng mà nó vẫn sẽ xảy ra những cái vụ kiện tụng đó mà những cái người đứng ở phía bên ngoài cuộc đó, người ta nhìn vào cái cục diện của những cái vụ kiện đó người ta sẽ cảm giác là ô số kỳ quá vậy mà hai mẹ con mà kiện nhau mới chuyện tào lao bí lao ừ. ờ, hoặc là kiện nhau về tài sản thì tự nhiên là nó bị xấu mặt luôn cả gia đình mà cũng rất là nhiều người nhưng mà thật sự là ở trong chăn mình mới biết chăng nó có rần hay không thành ra mình cũng không phải mà dựa trên một cái cái nào đó bề ngoài mà mình đánh giá đánh giá một cái cục diện của một cái câu chuyện trong gia đình à, có một cái vụ kiện ngày, ngày, hôm nay thưa quý vị nó diễn ra ở trung quốc mà khi mà những cái người mà làm trong cái công tác là người ta điều tra rồi người ta bồi thẩm đoàn rồi luật sư những cái công tố viên người ta cảm giác người ta nhức đầu lắm tại vì cái vụ kiện này là một trong những cái vụ kiện đầu tiên ở trên thế giới mà người ta thấy nó lạ lắm một đứa con trai tức giận vì mẹ mình quăng những cái quyển truyện của mình và đi kiện mẹ mình ra tòa. Tức giận sau khi mà bị mẹ mình tự ý vứt bộ cái sưu tập manga quý giá, người con trai 20 tuổi ở Trung Quốc đã kiện người mẹ của mình ra tòa và từ chối hòa giải sau khi mà ra tòa. Theo cái tạp chí ODD thưa quý vị thì người phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Gia Nghĩa của Đài Loan đã không thể chịu nổi việc cái con trai của mình sưu tầm ngày càng nhiều những cái truyện tranh. Khi tình cờ thấy một cái bộ là Attack on the Titan 32 tập và có vài quyển nó bị ẩm ướt thì bà mẹ này đó đã quyết định cầm nó vứt đi, bỏ vào trong thùng rác để mà giải phóng để mà bỏ đi cái không gian cho cái không gian của cậu bé đó, nó trở nên là nó sạch sẽ hơn. Khi biết câu chuyện của những cái quyển truyện của mình bị mất, thưa quý vị thì người con trai này vô cùng tức giận tức tối luôn. Anh gọi cho cảnh sát đến bắt người mẹ của mình. Và người con trai này cũng nộp đơn kiện mẹ mình với cảnh sát địa phương và sau đó đưa bà ra tòa vì tội phá hủy tài sản cá nhân mà không được cho phép. Tại tòa thì anh ta lập luận rằng là cái bộ truyện tranh mà Attack on the Titan là bộ manga nổi tiếng rất là nhiều người người ta muốn có. Vì vậy thì tìm được những cái cả một cái bộ sưu tập bộ truyện đầy đủ này là vô cùng khó khăn đối với một người. Thậm chí là một số tập không còn được in nữa và được coi là vật phẩm sưu tầm quý giá đối với những người đam mê truyện tranh. Trong khi đó thì người mẹ giải thích rằng là bà thấy một số tập truyện bị ẩm và nhúng nó trúng quá nhiều cái diện tích ở trong cái căn phòng của con mình nên thấy là việc mà bỏ nó vào trong thùng lát, rác rác là hợp lý bà cũng bày tỏ là mong muốn là hòa giải với con mình và để là cho con mình không có nóng giận nữa nhưng mà cái người con này tuyệt đối không đồng ý thưa quý vị nhất quyết là không hòa giải và đang kiện bà cái vụ việc này nó xảy ra người mẹ giải thích rằng rất là nhiều lần như vậy nhưng mà người con không chịu thì thứ hai vừa qua tòa án ở gia nghĩa người ta mới đưa ra phán quyết là phạt người mẹ là 160 mỹ kim vì tội phá hoại tài sản hoặc là đổi thành hình phạt phục vụ cộng đồng Tòa án cũng cho rằng là việc bà không tôn trọng quyền sở hữu tài sản của con trai của bà là không đúng Và theo truyền thông của Đài Loan đó, Cho đến ngày hôm nay người con vẫn không muốn làm lành với mẹ mình Không muốn nhìn vào mặt mẹ mình Đi qua đi lại trong căn nhà mà không nhìn ngó Không ăn cơm chung với bà Bà cảm giác bà vô cùng đau khổ và rất là buồn Khi mà chỉ vì một cái quyển truyền tranh như thế ừ. Mà con nó không nhìn mặt mình Mà con lao sinh thành của mình Mình đẻ ra mình rặn ra nói vậy mà nó không thương mình Có ít kể ha. Chỉ biết cái cảm giác của mình Thì thôi Mà không cái cậu đó cần lại em mua cho 32 cuốn luôn <laughs> em nghe thức về dùm luôn đó yeah. Chị cái, đó, không? cái đó là nguyên cả một thức chứ nguyên của một cái cá tính luôn tức là rất là ích kỷ mà không để ý tới cha mẹ từ vì là tự vì là ảnh hưởng tới cái quyền lợi của đứa trẻ mà thôi thì không biết sau này chuyện lớn sẽ như thế nào nữa <laughs> cảm ơn lê thái thưa quý vị đây là một trong những cái bản tin vui cho những ai bị bệnh tiểu đường thì những nhà khám phá khoa học gần đây mới phát minh ra một cái loại tế bào gốc mà có thể đảo ngược bệnh à, tiểu đường thì ngày hôm nay cái chi tiết như thế nào như sẽ đưa cho quý vị đó là một phụ nữ 25 tuổi ở Trung Quốc đã trở thành một trong những người đầu tiên ở trên thế giới được chữa khỏi bệnh tiểu đường loại 1 nhờ liệu pháp tế bào gốc sau khi nhận thái ghép tế bào gốc được tái lập trình từ chính cơ thể của mình cô gái đã bắt đầu tự sản xuất insulin chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng. Thì các quy trình như thế nào, các nhà khoa học đã lấy cái tế bào từ cơ thể cô gái, tái lập trình chúng thành một trạng thái đa năng, và từ đó có thể biến đổi thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể. Sau khi cái ghép, cô đã giảm dần nhiều insulin hàng ngày và hoàn toàn không cần dần insulin sau 75 ngày. Vậy hiện tại, cô đang duy trì cái tình trạng này trong hơn một năm. Và đây là một bước tiến lớn trong cái việc điều trị bệnh tiểu đường loại 1, một căn bệnh mà hệ miễn dịch tấn công vào các tế bào sản xuất insulin trong uh, tuyến tụy và liệu pháp này không chỉ giúp bệnh nhân tự sản xuất insulin mà còn có thể mở ra cơ hội cho nhiều phương pháp và điều trị mới ở trong tương lai. Dạ vâng. À, kính uh, thưa quý vị khi mà chúng ta ăn uống chúng ta đi ăn thì thường thường là chị ra ngoài chị hay hang ao với lại bạn đúng không ừ. mình nghe là mình hang ao mình đi chơi với bạn bè hoặc là mình đến một cái nhóm bạn nào đó thì ít ra là trong đó cũng phải ít nhất là có một hoặc hai người bạn thân của mình thì mình mới tụ họp vào trong một cái đám đông đó hoặc yeah. là ít nhất có, hoặc là một cái đám bạn thân thì không còn cần phải đề cập tới nhưng mà nếu như mà trong một cái cái bữa tiệc ăn tối đó mà có một vài người bạn của mình đó, mình quen biết hết thì nó lại hay hơn là mình đến một cái bữa tiệc và hoàn toàn những cái người trong đó đều là xa lạ. Nhưng thưa quý vị, có một cái dịch vụ ăn tối rất là kỳ lạ nó đã diễn ra trong khoảng thời gian vừa qua gần đây và nó đã phổ biến lên ở ở New York cũng có và hiện nay thì nó đã phổ biến ở một vài quốc gia châu Á trong đó có Hồng Kông. À, trong một cái nhà hàng sang trọng ở Causeway Bay, khoảng là 80 người người ta chạm ly và trò chuyện sôi nổi về nhiều vấn đề trong cuộc sống mà ít ai biết là tất cả những người trong đó đều là những người mới gặp nhau lần đầu mà thôi chưa ai quen biết nhau cả và họ tham gia vào một cái bữa ăn tối bí mật không biết trước địa điểm và người tham dự và cái cuộc tụ tập giữa những người lạ này đã và đang phổ biến trên khắp thế giới gần đây xuất hiện ở hồng kông trong cái bối cảnh mà con người chúng ta vô cùng mệt mỏi với những cái mối quan hệ ảo ở trên mạng hoặc là trên app và khát khao được tương tác trực tiếp với những cái người real những người thật và những người uh, gọi là có chung chung sở thích để mà tìm hiểu và đi đến những cái kết cục nó đẹp tươi đẹp cho một cái đôi lứa thưa quý vị Angela Yu là một người làm trong cái lĩnh vực truyền thông đã tham dự các bữa tối do Guinea Friends tổ chức. Đây là một cái dịch vụ có trụ sở tại Hồng Kông nhằm mục đích là kết thúc à, thúc đẩy chứ phải kết thúc thúc đẩy cái mối quan hệ bạn bè. Cô cũng như là những cái người tham gia khác sẽ điền vào một cái bài kiểm tra tính cách đơn giản, sau đó Guinea Friends sẽ sử dụng cái trí tuệ nhân tạo AI để mà người ta ghép bàn giữa những người đó. Cái bữa ăn trọn gói có giá là 580 Hồng Kông tệ tương đương là 1.8 triệu đồng ở Việt Nam, tương đương là khoảng chừng là 50 mỹ kim. 50 mỹ kim của một 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 người như vậy. Mỗi người tham dự đều đến từ những cái nghề nghiệp hoàn cảnh là khác nhau. Cho đến nay thì cô đã rất là nhiều lần tham dự các buổi ăn tối với người lạ và cái dịch vụ ăn tối với người lạ này nó nó hoạt động tại hơn 220 thành phố trên toàn thế giới gần đây cũng đã mở rộng sang Hồng Kông và tại cái dịch vụ này thì nhiều người tham gia người ta cũng yêu cầu được điền vào cái bản câu hỏi trước khi mà người ta đến người ta dự cái tiệc và được ghép với những người cùng bàn bằng AI. Cái phí ghi danh là 98 Hồng Kông tệ tương đương là 5 Mỹ Kim, là cái chỉ là phí ghi danh thôi, chưa bao gồm thức ăn, giá thức ăn. Và giá thức ăn tại bàn là khoảng là 370 Hồng Kông tệ tương đương là một người là 50 Mỹ Kim. Và mỗi bàn đều có một cái người chủ trì để mà người ta tạo cái điều kiện thuận lợi cho việc mà tương tác những người tham gia tham lab được cho là tự do hành động nói chuyện với nhau rồi người tổ chức sẽ có vài câu hỏi mẫu để mà khởi động cái phá vỡ cái quá trình mà đóng băng im lặng khi mà người ta mới bắt đầu, tại vì người ta chưa quen mà thành ra là cái người mà chủ trì người ta sẽ bắt đầu người ta tạo những cái tình huống rất là vui để cho mọi người bắt đầu cười dở và kết nối với nhau, duy trì cái cuộc trò chuyện với các chủ đề trải dài từ ký ức tuổi thơ à, vui vẻ hoặc là đáng xấu hổ của những cái người đó, hoặc là những cái chuyến đi du lịch mạo hiểm hay là những cái hối tiếc trong cuộc sống mà họ đã trải qua. Trong những năm gần đây thì mọi người người ta gặp rất là nhiều khó khăn trong việc mà kết bạn qua mạng trong app nhất là khi các nền tảng bị nhiều đối tượng xấu chúng ta lợi dụng để mà lừa đảo, lừa tiền, lừa bạc mà lừa cả luôn cả tình nữa. trong cuộc gặp gỡ này chúng ta có thể thúc đẩy những cái giao tiếp cởi mở hơn và tự tin nhiều hơn so với các app hẹn hò mà chúng ta đang thấy nhan nhản ở trên mạng xã hội. và đây là một trong những cái gọi là cái cái gọi là cái buổi hẹn hò mà em thấy là rất là hợp lý dành cho những cái người độc thân đang muốn tìm cái ý trung nhân. À, chắc chắn là sẽ không dành cho Lê Thái còn nhưng mà chị lê như huyền thái chị... là không được nữa lê thái không được rồi lê thái hoàn toàn được chị như huyền có thể được à, chị như huyền có thể Nếu có thể chị muốn. Thôi à. À, ai muốn thì cũng được thôi, à, thôi nhưng mà tại vì ai muốn cũng được thôi chứ đâu có cần vậy là có thể phải đúng không? rồi tại vì ăn thua cho mình khai ra thôi à đúng không nhưng mà tốt nhất thưa vị tại vì ở à, trong cái bản tin cà phê sáng cuối tuần thì chúng tôi vẫn muốn tạo cho quý vị những cái niềm vui nho nhỏ và tất cả những cái bản tin lê thái và như huyền đem đến cho quý vị toàn là những bản tin ý nghĩa và song song đó sau đó đều là những cái bài học và những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà nhiều người người ta trải nghiệm hoặc là những bài báo người ta đưa chúng tôi với mục đích là đưa tin và giúp cho chúng ta thư giãn vào ngày cuối tuần còn những cái chuyện bên lề mà ảnh hưởng khác đó, thì hoàn toàn là thật sự là mỗi nhà mỗi cảnh Đúng. quý vị giống hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trợ cho đài Đúng. quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái hôm nay và hôm nay đây là bản tin cuối của ngày thứ bảy thì trong tuần vừa rồi như đọc một tờ báo của tờ báo gọi là Psychology Today thì có một cái 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 article có một cái bài báo viết rất hay về họ nhấn mạnh về cái tầm quan trọng sống chân thật với chính mình thì đó là một khi mà đọc càng ngầm nghĩ thì mình thấy nó rất là đúng Mà đúng với cái điều kiện xã hội hiện tại ngay bây giờ Và sống thật với chính mình là như thế nào Mà tại sao người ta kêu mình phải Đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng Và đó là một trong những cái khía cạnh để mà con người của chúng ta cần hiểu và sống thật với chính mình Thì yêu thương, sống thật với chính mình với những người yêu thương là một cái chủ đề quan trọng và có nhiều khía cạnh để mà chúng ta khám phá. Dưới đây là một cái số lời khuyên từ những cái tờ báo này và những nhà À, tâm lý học à, về việc cân bằng giữa cái tôi tiếng anh gọi là ego và sống chân thật lời khuyên về việc sống chân thật có nghĩa là hiểu rõ bản thân của mình để mà sống chân thật thì mình phải cần hiểu rõ mình là ai giá trị và niềm tin của mình là gì và điều này đòi hỏi cái sự nhận thức thời gian để suy ngẫm về bản thân và chấp nhận cái sự không hoàn hảo có nghĩa là không ai hoàn hảo cả Việc chấp nhận những khuyết điểm của mình là một trong những phần quan trọng của việc sống chân thật. Điều này giúp bạn trở nên dễ gần và chân thật hơn với những người khác. Và hãy chia sẻ hành trình sống chân thật với bạn, với những người yêu thương giao tiếp mở, giải thích lý do là bạn muốn sống chân thật hơn và cái điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta và thực hành cái sự đồng cảm với những người xung quanh, hiểu rằng những người yêu thương có thể cần thời gian để điều chỉnh với những cái thay đổi của chính mình thì mình hãy kiên nhẫn đồng cảm và cảm xúc đối với họ và một trong những cái cuốn sách mà như huyền cũng có đọc và có những cái tờ báo và những cái tờ báo và những cái cuốn sách này nó nói về cái sự sống như chân thật như thế nào đó là embrace authenticity and live as your true self cái bài viết này là trên psychology today nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc sống chân thật và cái cách để mà làm sâu sắc thêm các mối quan hệ xung quanh của chúng ta và tác giả cũng đề cập đến cái việc không nên hy sinh cái sự chân thật mà để được chấp nhận trong cái xã hội xung quanh. Và nhất là cái thế giới mà đang sống ảo bây giờ với chúng ta rất là nhiều nữa. Và cái tờ báo thứ hai là Authentic Living, How to Deal with the Be Real According to Psychology. Và bài viết về Positive Psychology và khám phá khái niệm sống chân thật từ cái góc độ tâm lý học và bao gồm các lợi ích thách thức của việc sống chân thật và How to Live an Authentic Life. Đó là một trong những cái cuốn sách nó rất hay và nó đưa ra cái tip đó là bài viết về Psych Central cung cấp các mẹo cụ thể về sống chân thật này, bao gồm hiểu rõ bản thân và chấp nhận sự không hoàn hảo. Và sống chân thật không chỉ nhận giúp chúng ta và các bạn cảm thấy sự tự do, hạnh phúc hơn mà còn xây dựng các mối quan hệ rất là sâu sắc và ý nghĩa hơn xung quanh của chúng ta. Khi bạn sống đúng với cái bản thân của mình thì bạn sẽ thu hút những người thật sự quan trọng và yêu thương bạn vì cái con người thật của chính mình kể cả khi mình kiếm cái tình yêu hoặc người bạn đời cho mình nữa. Dạ vân đây là một trong những cái thông tin vô cùng ý nghĩa mà chúng ta cũng nên cũng nên cập nhật những thông tin này để cho cuộc sống mình có ý nghĩa hơn đúng không chị Như Huyền? Kính dạ. à, thưa quý vị quý vị nào là tự nhận mình là người là chuyên gia ăn sushi không? Giơ tay lên để thấy. Là không ăn chỉ có Lê Thái thôi. tự tự hỏi rồi tự do tay hay luôn ở đây khán giả cũng nhiều người biết ăn sushi lắm nha Lê Thái cũng yeah. biết là nhiều người rất là thích ăn sushi ngay cả Hoa Kỳ Mỹ trắng đồ mễ hay là gì đó người ta cũng rất là thích ăn sushi đó là một trong những cái món ăn signature của người Nhật rất là ngon nhưng quý vị ăn sushi quý vị đâu bao giờ để ý đến là how to eat sushi ăn sushi của Nhật Bản đâu phải là đơn giản là chúng ta lấy đũa chúng ta gắp chúng ta ăn đâu nó cả là một cái quá trình và ngày hôm nay trong chương trình cà phê sáng lễ thái sẽ gửi đến quý vị những thông tin vô cùng thú vị mà chắc chắn rằng quý vị chỉ mới biết lần đầu khi mà quý vị ăn sushi thôi may ra thì cũng vài người biết chắc chắn như vậy kính thưa quý vị người nhật vốn nổi tiếng với cái nền ẩm thực vô cùng tinh tế và trong đó thì sushi là một những cái món rất là phổ biến được bán sẵn ở trong các cửa hàng nhà hàng và việc ăn sushi nó có những cái nguyên tắc riêng cần phải tuân thủ cái đầu tiên là dùng đũa sai cách không phải ai cũng biết rằng có những cách sử dụng đũa bị tránh bà phải đánh, phải tránh và bị đánh giá là vụng về mất vệ sinh hay là thậm chí là điềm gỡ cho người Nhật. Một số thực khách người ta hay buồn tay cắm cái đôi đũa dựng đứng ở trong bát cơm mà người ta không biết rằng đó là một cái nghi thức trong đám tang của người Nhật Bản và một số quốc gia châu Á khi mà tiễn đưa một vài người chết. Bên cạnh đó thì việc mà dùng đũa truyền thức ăn cho nhau cũng là một điều cấm kỵ ở Nhật Bản bởi vì đó là một nghi thức trong đám tang khi người ta dùng đũa truyền những cái mảnh xương của người quá cố vào cái chiếc bình đựng để mà người ta chuẩn bị người ta đi nghiền đi cho hoặc là người ta đi rải hoặc là người ta đi chôn những cái điều khác chúng ta cần tránh sử dụng đũa khi ăn sushi đó là một cái chiếc đũa để xiên đồ ăn dùng như đũa dùng dao gác đũa lên trên mặt bát trừ phi chúng ta ăn xong dùng đũa chỉ trỏ hay là múc đũa và đó là những cái thói quen chúng ta nên bỏ khi mà chúng ta ăn sushi cái thứ hai trộn mù tạt với nước tương nhiều người chúng ta trộn mù tạt với nước tương đúng không chị Nhân người yeah. nhiều người người ta ăn sushi người ta lấy một chút xíu mù tạt nặng vào trong cái cái chén nhỏ nước tương rồi bắt đầu quậy 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 lên tan lên chấm sushi nhưng mà cứ tưởng là ăn đúng đúng không sai bé sai hết thưa quý vị <laughs> đây là một cái lỗi rất là nhiều của hầu hết tất cả những người thích ăn mù tạt và thích ăn sushi người ta bóp một chút mù tạt vào cái bát nước tương khuấy đều và có được một cái hỗn hợp rất là ngon mà khi mà như vậy thì chúng ta đã làm sai cách Đầu bếp nổi tiếng là Masaharu Morimoto nói rằng đừng bao giờ quý vị cho mù tạt trực tiếp vào nước tương. Các đầu bếp sushi người ta đã tẩm ướt một lượng mù tạt vừa đủ vào những cái miếng cá trong mỗi muối sushi rồi. Thành ra việc cho thêm mù tạt sẽ phá vỡ cái hương vị tinh tế đã có trong cái món sushi. Nếu vẫn muốn ăn thêm mù tạt thì chúng ta hãy đặt một chút mù tạt lên trên cái miếng sushi đó rồi ăn. Cái lỗi thứ ba đó là chấm quá nhiều nước tương thưa quý vị không nên nhúng cả miếng sushi vào trong nước tương vì điều đó có thể làm cho hỏng hương vị của món ăn có thể làm mặn hoặc có thể là làm phá vỡ cái miếng 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 miếng, miếng cơm mà người ta đã nặn lại rất là tinh tế mà chúng ta đem chúng ta nhúng vào. Những cái chuyên gia này khuyên là chúng ta hãy nhúng cái phần thịt cá vào nước tương rồi chúng ta sẽ cầm cho chúng ta ăn hết nó chứ không quý vị nhúng cái 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 sushi xuống á nó thấm nước tương nó giống như là một cái miếng bông gòn một cái miếng bọt biển vậy đó. Chúng ta nhắm nhúng vào thì nó thấm vào thì ăn rất là mặn mà không có ngon. Và cái cái sai lầm cái thứ tư đó là ăn gừng không đúng thời điểm những cái miếng gừng ngâm màu hồng tươi rất là bắt mắt được phục vụ cùng với sushi mà quý vị thấy đó không phải để ăn kèm với các món ăn này những chuyên gia về sushi người ta thường khuyên các thực khách không đặt gừng lên miếng sushi đồ ăn không cho gừng hòa vào trong nước tương bởi các đầu bếp sẽ chủ động đặt gừng lên cái miếng sushi trước khi mang ra cho thực khách đều các cái tất cả các món đó đều đã có gừng bào gừng nhuyễn ở trên đó rồi thành ra đừng bỏ thêm gừng nữa thậm chí là việc mà chúng ta nhặt gừng cho vào cái món sushi của chúng ta đôi lúc còn bị coi là hành vi thô lỗ đối với người nhật bản vậy cái vai trò của gừng ở đây là gì thưa quý vị người ta sẽ ăn gừng sau khi kết thúc một cái món sushi gừng sẽ giúp làm sạch vào miệng tẩy sạch vị để làm bạn có thể cảm nhận cái món ăn kế tiếp một cách trọn vẹn hơn và không làm cho chúng ta bị ngán quá hay đúng không cái lỗi thứ năm đó là cắn nhỏ cái miếng sushi khi ăn thường đầu bếp là masaharu morimoto ông nói rằng là chúng ta nên đưa cả miếng sushi vào miệng đây là cách duy nhất để tận hưởng cái sự hài hòa của cá cơm và wasabi nếu chúng ta cắn một nửa nó sẽ mất đi một nửa bởi vậy khi những cái đầu bếp người ta đã tính toán đầy đủ cho một cái miếng cơm đó rồi Bằng cách là chúng ta ăn cá với cơm cùng với nhau Cả một thế giới nó sẽ mở ra trong cái vò miệng của chúng ta Và chúng ta sẽ nuốt vào, nó sẽ hòa tan trong miệng Chạy vào bộ tử một cách rất là thanh thoát thưa quý vị và trong trường hợp chúng ta không thể ăn được những cái miếng sushi quá to thì cách hợp lý là chúng ta nên lịch sự yêu cầu đầu bếp điều chỉnh cái kích thước tỷ lệ của miếng miếng sushi lại cho nó nhỏ lại để mà chúng ta có thể ăn nhưng mà người ta vẫn bảo đảm cái số lượng là đầy đủ chứ không phải là nhỏ lại rồi bớt hơn bớt đi cho mình cái thứ sáu đó là ăn bốc hay ăn bằng đũa nhiều người người ta ăn sushi bằng đũa sai bét luôn <laughs> tất cả các chuyên gia người ta nói là có hai lựa chọn nhưng mà đa số những cái người ở nhật bản chuyên gia ăn sushi người ta nói rằng lắm việc cố gắng chúng ta dùng đũa gấp một miếng sushi được gói lỏng lẻo có thể trở thành thảm họa bởi vì các đầu bếp thường cố gắng làm những cái miếng sushi rất là chắc chắn Thật ra nên sử dụng tay khi mà chúng ta ăn sushi bóc tay và tuyệt đối trước khi ăn mấy quý vị phải rửa tay thật sạch trước khi ăn sushi chứ không phải là đầu bếp kêu là quý vị bóc tay cái để cái tay dơ ra mới làm vườn xong mới mới trồng cây xong ra cái <laughs> cái bóc miếng sushi ăn nó cũng kỳ hay mới vô trong dressing ra bóc miếng sushi ăn nó cũng kỳ lắm nha quý vị cái thứ bảy đó là cái món yêu cầu cái món sushi gạo lứt đây là một trong những cái món không được người ta đáp ứng đâu thưa quý vị tại vì sushi thường người ta làm gạo trắng chúng ta mới cảm nhận cái độ ngọt của nó nếu quý vị ăn gạo lứt á, thì nó sẽ mất đi cái độ dẻo độ ngọt độ thơm của miếng sushi nó sẽ rất là khô rất là rám thành ra người nhật người ta vẫn không có ủng hộ cái việc mà chúng ta ăn gạo lứt với sushi cái cuối cùng đó là ăn sushi với lại uống rượu sake nhiều người ta cứ nghĩ là ở sake là rượu truyền thống của nhật bản nên ăn với những món ăn của nhật bản sai bét thú vị một trong những cái lý do nêu ra là dù rượu sake được ủ từ gạo và nếu chúng ta uống rượu sake khi ăn cơm sẽ no rất là nhanh Vậy cái lựa chọn phù hợp ở đây là chúng ta có thể là uống bia hoặc rượu vang làm từ nho chứ tuyệt đối không được uống rượu sake khi mà chúng ta ăn sushi. Wow, đây là cả một cái bài viết mà Lê Thái rất là tâm đắc khi mà Lê Thái là một trong những cái tín đồ rất là thích ăn sushi trong suốt thời gian qua. Và cũng tin chắc rằng đây cũng là một cái bài học cho rất là nhiều người khi mà chúng ta biết được theo một cái kinh nghiệm ăn uống của người Nhật Bản. Một lần nữa thì Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Hiền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.